Cột kiểu này về tới nhà là xong. Không đi chú chạy cái chỗ bán cây cột lại chắc. Tí rồi. Nè, chú nó cột cái bi đông này nè, vô hẳn bi đông kia. Đây nè, dây này nè, cột hẳn vô kia. Cột chiều cực lòn chấm đứng cột cái cột yên nó là bao chạy luôn. Không có lùa không có lắc đâu. Lần sau đi ông đem làm dông heo, ông lấy cái đuột xe là cột luôn, dây luôn, cột nó im theo mà nó chạy nóng nó lắc nóng súc mấy dây trầu sao không lắc á, chiếc đó lắc á, chiếc đó tại chiếc này hai chiếc này buộc xéo vậy nè, cái này gạch qua đây cái này gạch qua đây nó là cũng kìm ra được rồi. Không, hai chiếc kia cột vậy nó dùng chiếc giữa lắc hai chiếc đó còn dây không nó qua dặn rồi kêu mang dây không chịu y cái hai cộng này dài rồi. Đúng. Hai cộng bằng cái sỏ mũi trâu.